Xin chào các bạn, hôm nay Cu Tèo sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta luyện tập giúp cho các bạn nhìn nốt nhạc được nhanh hơn, trơn tru mượt mà hơn, thậm chí là có thể thị tấu một bài luôn đó các bạn. Chúng ta bước vào cách số 1 nhé. Các bạn hãy lấy một cuốn tập chép nhạc ra, một cây bút ra và chép lại một bài nhạc nào mà các bạn yêu thích. Chép lại càng nhiều càng tốt. Dù hôm nay mình chép bài này, hôm nay ngày mai mình chép bài khác, ngày mốt mình chép bài khác. Và trong lúc mà chép lại các bài nhạc đó, các bạn chú ý cho mình một điều. Mắt mình phải nhìn, tập trung vào cái nốt nhạc đó. Sau đó miệng mình đọc nhẩm. Ví dụ như mình nhìn trên kia là nốt đô đơn, dưới này mình ghi lại đô đơn. Tức là miệng phải đọc nhẩm, rồi tay viết. Rồi tiếp tục nhìn nốt khác, như đô đen mình đọc là đô đen rồi ghi vô. Tức là mắt nhìn, miệng đọc nhẩm và tay viết. Nó tạo cho chúng ta cái phản xạ nhìn nốt. Lâu ngày chúng ta sẽ nhìn nốt được nhanh hơn, nhìn các tiết tấu đó nó sẽ quen mắt hơn. Các bạn hãy làm thử xem, rất thú vị đó các bạn. Cách thứ hai, nếu như các bạn chúng ta không có thời gian để mà chép lại bài nhạc đó, thôi bây giờ mình lấy một bài nhạc là có sẵn cũng được, mình không cần phải chép, mình lấy mình đọc lại thôi. Hay trong âm nhạc ta gọi là sướng âm đó các bạn. Mình lấy mình bài nhạc đó, mắt nhìn, miệng đọc và tay mình gì, vỗ tiết tấu. Đó, mình đọc sướng âm đơn giản, lâu ngày nó hình thành cái phản xạ nhìn nốt cho các bạn. Và thậm chí các bạn có thể luyện được cao độ cho bản thân mình luôn. Còn tay chúng ta, lúc đó miệng đọc, tay đập tiết tấu, tay đập nhịp, đập phách như vậy nè. Đó, nó tạo cho các bạn vững chắc về nhịp và phách luôn. Và luyện thêm cái phản xạ nhìn nốt, lâu ngày chúng ta sẽ nhanh hơn khi mà nhìn các nốt nhạc đó. Đó là hai cách để mình luyện tập cái phản xạ nhìn nốt, lâu ngày sẽ được nhanh hơn. Rồi bây giờ sau khi mình luyện xong rồi, mình áp dụng vào bài. Ví dụ như Cu Tèo có một cái dòng nhạc, các bạn nhìn dòng nhạc nhé. Các bạn hãy nhìn vào cái nốt ở đầu dòng nhạc, lấy cái nốt đầu tiên đó đó làm cái điểm mốc. Rồi sau đó mình nhìn lướt qua dòng nhạc coi, dòng nhạc này coi các cái nốt kế tiếp của nó đó là nó đi lên cao hơn hay là đi xuống thấp hơn với các cái nốt mốc của mình. Rồi quan sát xem, mình nhìn để mình có hướng là đi lên hay đi xuống. Rồi sau đó mình sẽ xếp cái thế ngón, mình chuẩn bị thế ngón là tay phải của mình sẽ đi lên hay đi xuống, đi qua quãng 8 không, hay là đi lên quãng 8 hay không, hay đi xuống quãng 8 hay không, hay nằm trong phạm vi 5 ngón. Đó, chúng ta sẽ có một cái định hướng trước như vậy, để tay mình khi đánh nó sẽ không bị chẹo ngón các bạn. Thêm cái nữa, khi nhìn vào bản nhạc, các bạn, này kinh nghiệm của Cu Tèo thôi các bạn. Ví dụ như chúng ta dòng nhạc này có 4 ô nhịp đi. Các bạn quan sát nha. Khi ông nhạc trưởng ông đưa bài lên, mình nhìn cái dòng nhạc đầu tiên trước đã. Mình lướt qua cái tempo, có tempo nó bao nhiêu, rồi mình nhìn cái dòng cái ô nhịp đầu tiên á, mình thuộc lòng nó luôn đi. Mình thuộc lòng trước, ví dụ như son, si, son, son, fa, mình thuộc cái câu đó trước, thuộc cái ô nhịp đó trước. Rồi trong lúc mà cái tay phải mình bắt đầu mà chơi đánh ô nhịp đó, thì mắt mình sẽ nhìn qua ô nhịp tiếp theo. Tức là mình sẽ nhìn qua ô nhịp tiếp theo để mình học thuộc nó. Vì lúc đó tay phải mình đã đang đánh cái ô nhịp số 1 rồi, thì mắt mình sẽ nhìn qua ô nhịp số 2 và mình học thuộc nó đi. Để khi tay phải xong ô nhịp số 1 thì qua ô nhịp số 2 chúng ta đã có sự chuẩn bị trước rồi. Như vậy nó tạo cho các bạn có một cái sự chuẩn bị của ô nhịp tiếp theo, giúp cho chúng ta không có bị lúng túng hoặc là bị chẹo ngón và của ô nhịp tiếp theo. Nhớ nhé, nhìn ô nhịp số 1 thuộc lòng đi, rồi bắt đầu chơi. Tay phải đánh ô nhịp số 1 thì mắt phải nhìn qua ô nhịp số 2. Tay đánh ô nhịp số 2 thì mắt nhìn qua ô nhịp số 3. Mình thuộc lòng nó trước như vậy. Để làm được điều này á, thì các bạn cũng đòi hỏi phải thuần thục về tiết tấu. Tức là mình nhìn vào là mình biết tiết tấu đánh như thế nào liền. Mình phải luyện tập tiết tấu hàng ngày là như vậy đó các bạn. Thêm một điều nữa là các bạn phải chạy gam các tông, các giọng, các điệu thức cho nó thuần thục. Để làm gì các bạn? Để mình hạn chế cái việc phải nhìn vào phím đàn. Lúc đó là mắt mình đã nhìn vào cái xiết nhạc rồi. Mình tập trung để mình phân tích, nhìn và ghi nhớ vào bộ não, phân tích tiết tấu để nhớ nốt. Tay phải mình đánh, nếu mà mình nhìn vào nữa thì đâu mắt đâu mà nhìn vào nốt nhạc. Bắt buộc các bạn phải chạy gam các tông, các giọng, điệu thức này nó thuần thục. Nói đến gam nào thì phải chạy gam đó. Để làm gì? Tay mình nó quen, nó thành một thói quen rồi, mình không phải tập trung cho nó nữa. Mình chỉ tập trung vào cái gì? Cái xiết nhạc. Và lúc đó cái ngón tay của mình là mình ước chừng cái khoảng cách của nốt nhạc đó mình lên xuống. Tại sao mình ước chừng được? Tại mình chạy gam hàng ngày thôi. Cu Tèo có làm một cái video
chia sẻ các bạn cách chạy gam tất cả các tông ở trên phím đàn luôn. Cụ Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn vào đó và tham khảo nhé. Cụ Tèo vừa chia sẻ các bạn các cái cách để luyện tập có thể nhìn được nốt nhạc nhanh hơn, và khi áp dụng vào bài chúng ta đánh nó được mượt mà hơn, không bị chẹo ngón. Thậm chí nếu bạn nào mà chịu khó luyện tập á, các bạn sẽ có thể thị tấu được một bài luôn đó các bạn. Lúc đó sẽ cảm giác rất là hứng thú các bạn ha. Đây là các cái cách mà cụ Tèo đã từng luyện tập qua, đã rút ra kinh nghiệm, và hôm nay cụ Tèo chia sẻ các bạn. Các bạn hãy tin cụ Tèo đi. Chỉ có là chúng ta luyện tập thành thói quen, và thói quen trở thành kỹ năng. Khi đã có kỹ năng rồi, các bạn thấy rất là thú vị, việc gì cũng dễ cả. Các bạn hãy cố gắng luyện tập, chỉ là thói quen thôi, tập mãi cũng được. Nếu các bạn thấy kiến thức cụ Tèo chia sẻ bổ ích hữu ích, các bạn nhấn like, nhấn đăng ký kênh cụ Tèo Piano. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.